hôm nay cho mọi người tham quan đường phố trung tâm thủ đô Bangkok. Bangkok là thủ đô của nước Thái Lan. Xe nhiều như thế nhưng không có nhiều tiếng ồn của còi xe. Đó là văn minh, văn hóa khi tham gia giao thông. Mặt đường dành cho xe cơ giới, tầng 1 dành cho người đi bộ, tầng 2 và tầng 3 dành cho tàu điện.